Chào mọi người, hôm nay Vivo sẽ hướng dẫn cách sử dụng Chovy nhận biết hình ảnh thông minh để mua sắm online. Cách đầu tiên là vào phần camera và quét sang phần thêm, chọn vào trình nhận dạng hình ảnh. Chỉ cần bạn cho camera quét và chạm lấy nét vật thể là đã có thể đưa ra những thông tin về sản phẩm như là giá bán, này, nơi bán hay cũng có thể so sánh trực tiếp các mặt hàng khác nhau luôn. Cách thứ hai, nếu như mà chúng ta đã có sẵn những hình ảnh trong album rồi thì chỉ cần vào album, chọn đúng những bức ảnh mà có chứa món đồ chúng ta cần quét, chạm vào trình nhận dạng hình ảnh là đã có thể đề xuất cho chúng ta rất là nhiều những thông tin về sản phẩm trên website. Ngoài ra còn có cách thứ ba nữa, đó chính là nếu như mà chúng ta đang lướt Facebook hay là tình cờ gặp một món đồ ưng ý trên website thì cạnh bên thân máy của Vivo có nút thông minh Chovy. Chỉ cần chạm 2 lần vào nút thông minh Chovy này là đã có thể nhận dạng nhanh chóng hình ảnh. Shopping thông qua Chovy nhận biết hình ảnh thông minh thật là tiện lợi đúng không nào? Hãy cùng Vivo trải nghiệm tính năng này nhé! Vivo.